Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, người cao tuổi huyện Krong Búc đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, gương mẫu trong các hoạt động xã hội, phong trào thi đua, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Krong Búc có 7 đơn vị Hội người cao tuổi xã thị trấn trực thuộc với 97 chi hội thôn buôn, tổ dân phố. Tổng số có 4.323 hội viên, đa số cán bộ hội viên người cao tuổi huyện nhà, có lập trường, tư tưởng, chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước, luôn gương mẫu tích cực tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình và nhân dân, thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước, khu dân cư. Những năm qua, cùng với sự quan tâm của hội cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương, Ban đại diện hội người cao tuổi huyện Krông Búc luôn đề cao trách nhiệm, bám sát chủ trương của đảng nhà nước, của địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hội viên người cao tuổi. Để người cao tuổi cùng thực hiện tốt các nhiệm vụ tại địa phương và tổ chức hội, từ đó tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà đồng thời người cao tuổi đã phát huy trí tuệ kinh nghiệm sống lao động sản xuất tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh xây dựng gia đình văn hóa gia đình kiểu mẫu khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh thực hiện phong trào thi đua tuổi cao gương sáng người cao tuổi huyện Krông Búc phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên đủ sức khỏe, trực tiếp tham gia lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay trên địa bàn toàn huyện đã có 24 cụ làm kinh tế giỏi, có 4 cụ được Ủy ban dân huyện khen thưởng. Đồng thời, Hội Người Cao Tuổi tích cực vận động cán bộ hội viên, hưởng ứng phong trào người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Với uy tín và tinh thần nêu gương, nhiều hội viên tích cực vận động con cháu trong gia đình, dòng họ, nhân dân, hiến đất, tiền, ngày công lao động, làm đường và các công trình phúc lợi ở khu dân cư. Các hộ gia đình người cao tuổi đã hiến 5.900 m vuông đất, 400 ngày công, qua đó góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện, triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Người cao tuổi đóng vai trò rất quan trọng trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, hội cũng đã phối hợp với các cấp ngành địa phương thực hiện tốt nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hội người cao tuổi hai cấp đã phối hợp làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ cho các cụ trên địa bàn huyện theo quy định. Có tổng số 1.746 cụ được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí trên 876 triệu đồng. Đồng thời, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện phối hợp với Phòng lao động thương binh xã hội huyện tổ chức thăm tặng quà cho các cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi được 109 cụ. Việc ra soát thống kê thiết lập hồ sơ cho người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng theo luật người cao tuổi được Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện quan tâm. Đến nay trên địa bàn huyện có 642 cụ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Có 1.990 cụ có thẻ bảo hiểm y tế, 713 cụ được khám sức khỏe định kỳ. Vận động quyên góp các nhà từ thiện thăm và tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách. Phối hợp với Hội đồng y huyện tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho hội viên với tổng số 159 đơn thuốc, mỗi đơn trị giá 500.000 đồng phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh Đắk Lắc tổ chức khám chữa bệnh về mắt cho trên 400 cụ, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện khám điều trị cấp thuốc miễn phí cho 155 cụ. Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện đã chủ động phối hợp thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phối hợp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức hội thi liên hoan tiếng hát người cao tuổi cấp huyện trong nửa nhiệm kỳ qua, phát triển được 533 hội viên hội người cao tuổi. Hàng năm làm tốt công tác phối hợp với cơ quan liên quan, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ với mục đích tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người cao tuổi, đặc biệt quan tâm đến quyền lợi ích chính đáng cho người cao tuổi theo quy định hiện hành. Việc nhân rộng và phát triển các mô hình câu lạc bộ ngày càng đi vào hoạt động có hiệu quả, tăng về số lượng và chất lượng. Đến nay, 30 tháng 7 năm 2024 đã phát triển được 7 câu lạc bộ, nâng tổng số câu lạc bộ trên địa bàn huyện là 12 với 731 thành viên tham gia. Việc thực hiện chủ trương thành lập Hội Người Cao Tuổi huyện Crong Búc là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đáp ứng yêu cầu tình hình mới theo chủ trương của Ban Bí Thư tại kết luận số 58 Ngày 23 tháng 6 năm 2023, về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động và công tác người cao tuổi huyện nhà. Qua việc thành lập và đi vào hoạt động của hội, vai trò tham mưu của Hội người cao tuổi cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện về công tác người cao tuổi sẽ được chủ động và từng bước nâng cao. Đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi xây dựng người cao tuổi huyện Krông Búc đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Qua đó góp phần phát huy vai trò vị thế của người cao tuổi trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước địa phương trong thời gian tới.